Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đạp luật, luật bảo nhận 2 triệu đồng thì sẽ bị bắt giam Ông Tô thì nói 1,1 tỷ vẫn chưa Theo khoản 1 điều 2 của luật sửa đổi bởi luật hình sự năm 2017 có quy định về tội nhận hối lộ như sau Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ bất kỳ lợi ích nào sau đây là chính bản thân người đó hoặc cho người có tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm tù. A. tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng dưới đến dưới 100 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm đã bị kết án về một trong các tội quy định tại mục 1 chương này chưa được xóa án tích còn vi phạm. B. Lợi ích phi vật chất Nhận hối lộ từ 2 triệu đồng đã có thể bị bắt giam, luật nói như vậy. Đấy là quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 8, tờ báo pháp luật của Thành phố Hồ Chí Minh có đăng bài như sau: Vụ Việt Á thêm một người nhận tiền tỷ không dính tội nhận hối lộ. Trường hợp này là ông Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông này đã nhận hối lộ 1,1 tỷ đồng, tức là gấp 550 lần so với quy định của pháp luật. Nhưng ông quan tham này vẫn thoát tội. Ai cho phép Bộ Công an đã đạp lên luật để mà tha tội cho một quan tham một cách bừa bãi đến như thế? Đây là một trong hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn trường hợp. Bộ Công an đã tùy tiện áp dụng hình phạt mà không theo khuôn mẫu của pháp luật. Có người bắt trộm con vịt về ăn nhậu mà con vịt chỉ có giá 200.000 đồng nhưng lại bị chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam phạt tới 7 năm tù. Trong khi đó, ông Quan nhận hối lộ đến 1,1 tỷ đồng mà vẫn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có cách nào tô lầm cho xé luật hình sự để nhét dưới đế giày của ông ta nhận hối lộ 1,1 tỷ đồng vẫn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án chuyến bay giải cứu việc chạy án hầu hết ở đằng sau hậu trường phiên tòa sẽ phán quyết tùy thuộc kết quả của việc chạy trọt và thương lượng giữa các bên tuy nhiên trong vụ chuyến bay giải cứu thì phần nào nó cũng được cố giấu giếm dù kết quả vẫn không thể che đậy. Còn vụ án Việt Á này, bên công an đã công khai đạp lên luật pháp mà tha tội cho quan tham nhận tiền hối lộ lên tới 1,1 tỷ đồng. Khi quan tham nhận hối lộ bạc tỷ mà kết luận không phạm tội, thì hành động này gây hậu quả rất lớn cho xã hội. Đây là trường hợp đặc biệt và có thể tạo ra tiền lệ. Các quan tham sau này sẽ tìm hiểu và truyền miệng nhau về cách mà ông Phạm Công Tạc có thể hiên ngang trắng án khi nhận hối lộ đến bạc tỷ. Chắc chắn hàng trăm, thậm chí hàng ngàn các quan tham khác sẽ tìm cách áp dụng tình huống này để mà chạy tội cho mình. Vậy thì chúng tôi hỏi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông hô hào chống tham nhũng để đảng của ông trong sạch và vững mạnh, nhưng lại để cho một ông quan nhận hối lộ bạc tỷ mà vẫn được miễn tội hình sự, thì ông chống tham nhũng thế nào cho được? Đảng của ông trong sạch làm sao được? với cách làm của ngành công an hiện nay, nó sẽ trở thành án lệ cho các quan tham bởi các quan sẽ xem nó là một hình mẫu trong những cách để mà chạy tội cho mình. Quan tham của Việt Nam không đầu tư chất xám cho việc đưa ra những chính sách lợi ích cho dân tộc, cho đất nước, mà họ chỉ đầu tư chất xám vào vấn đề kiếm ăn và chạy tội. Khi họ bị lộ, họ có điện thoại của những đầu mối chạy án khủng, họ dễ dàng ra giá để họ được mức án nhẹ nhất như có thể dưới đế giày của ông Tô Lâm là luật pháp. Tham ô trong chế độ này nó đến mức kinh khủng. Ông cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh nhận gói tiền đến tới 200.000 đô la Mỹ mà quẳng một góc phòng rồi quên vắn luôn. Cho đến khi dọn phòng về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì mới phát hiện ra túi tiền này. Điều đó cho thấy những số tiền rất lớn như thế này đối với ông ta là vặt vãnh, không nhớ nổi. Nó thật là kinh khủng. Chính quyền này cũng thừa nhận tham nhũng là điều đương nhiên, nhận hối lộ đến 1,1 tỷ đồng mà vẫn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì quả là đáng sợ. Họ đã cho dân thấy rằng, đã quan thì tham nhũng bạc tỷ là lẽ bình thường, không cần phải xử. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đạp lên luật, luật bảo nhận 2 triệu đồng thì sẽ bắt giam. Tôi lầm nói 1,1 tỷ đồng vẫn chưa bắt quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin vụ việt á quỷ biến hóa thành trẻ thơ chuyện quan chức khi làm tiền thì dùng đủ cách để bổ vây con mồi nhưng khi ra trước vành móng ngựa thì bỗng hóa thành những người ngây ngô, làm cho thiên hạ phải ngán ngẩm. Có thể nói nguyên nhân của mọi nguyên nhân là do cơ chế mà ra. Có ý kiến đổ lỗi cho những người đưa hối lộ cho rằng họ làm như vậy là hư quan chức. Nhưng hãy đặt câu hỏi, nếu không đưa hối lộ thì doanh nghiệp có được yên ổn làm ăn hay không? Ông ta tỏ ra rất ngây ngô như trẻ con vậy. Sắp tới đây sẽ xét xử vụ án Việt Á vụ án này có thể nói sẽ làm cho xã hội vô cùng phẫn nộ bởi hơn ai hết khi mà thấy đồng bào chết không kịp trôn mà nhẫn tâm ra tay chấn lột quả là kinh khủng đây là tội ác chứ không thể gọi đơn giản là sai phạm mặc dù cộng sản thì hay tưng hô chủ nghĩa anh hùng họ hay theo dệt đủ các loại thể loại anh hùng cách mạng mặc dù vậy thực tế cho thấy những quan chức ngày nay tỏ ra hèn hạ đến không thể tin nổi quan lớn đến quan bé khi gặp dân thì hét ra lửa, nhưng khi đứng trước vanh móng ngựa thì lại khóc như trẻ con vậy. Khi thấy tiền, thấy quyền lợi thì họ lại tranh nhau làm ăn, khi ăn thì phải chịu trách nhiệm thì họ lại trốn tránh. Khi bị buộc tội, không thể chối cãi, họ tự nhiên hóa thành trẻ thơ, rất ngây ngô, rất dại khờ, như những đứa trẻ lên ba, lên năm vậy. Ông Trung Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị đề nghị truy tố với buộc tội sai phạm gây thiệt hại gần 19 tỷ đồng trong vụ công ty Việt Á nâng khống giá thiết xét nghiệm COVID-19. Trong lời khai với cơ quan điều tra, ông này đã ngây ngô nói rằng ông có nhận một cái túi nhưng không biết bên trong đựng 200.000 đô la. Việt Á là vụ quan chức bổ lưới chấn đột người dân trong nước, còn vụ chuyến bay giải cứu là quan chức tung lưới để vét tiền đồng bào ở nước ngoài nơi nào có thảm họa thì nơi đó người của đảng có cơ hội để mà kiếm trác nếu dư luận không đủ mạnh thì không biết những tội ác này có bị khởi tố ra hay không nữa họ là những người biết dựa vào thiên tai để mà gây thêm nhân họa cho người dân cả nước để việt á có thể làm hại được hàng triệu người thì báo chí tuyên truyền của nhà nước cộng sản việt nam đã đóng một vai trò rất lớn chính vtv và các đài báo lớn nhỏ đã ca tụng việt á ca tụng kết quả bộ nghiên cứu bộ kit xét nghiệm của Học viện Quân y hết lời. Có phải bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tham gia vào mâm tội ác này hay không? Nếu nói Trung Ngọc Anh là quỷ hóa trẻ thơ thì bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là quỷ nhưng nó tự biến thành vô can. Cho tới nay cơ quan điều tra chưa từng sở gáy bất kỳ một tờ báo nào một nhà báo nào đã từng viết bài và làm phóng sự để mà ca ngợi kit xét nghiệm của Việt Á. Thật mỉa mai cho cái gọi là vì dân. Vì dân vì cái gì? Khi mà nhân dân bị dịch bệnh, họ cũng không thà. Vì dân là cái gì? Khi ngay cả nhìn thấy quan tài chất đống, họ cũng không động lòng. Đừng nói vụ Việt Á là con sâu làm giàu nổi canh. Vụ Việt Á cùng với vụ chuyến bay giải cứu cho thấy tâm địa tàn nhẫn của người Cộng sản không phải chỉ có một vài cá nhân sai phạm mà là hàng loạt họ sai phạm có hệ thống. Bất kỳ ai ở trong hàng ngũ của quan chức mà có liên quan thì đều tham gia nhiệt tình. Không biết ông Trọng và đảng của ông ta làm trong sạch như thế nào đây? Cái đáng sợ của người Cộng sản là họ rất giỏi trong việc dựa theo thiên tài để mà tạo thêm nhân họa. Từ thiên tai lũ lụt cho đến dịch bệnh đầu đầu cũng như thế. Với bản chất như vậy thì không biết ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm trong sạch vững mạnh đối với lãnh đạo của đảng của ông như thế nào đây? Ai nặn ra Nguyễn Thanh Long là câu hỏi được đặt ra, đó chính là đảng. Và ai nặn ra Trung Ngọc Anh thì nó cũng là đảng. Và còn nhiều người khác nữa. Ngày nào còn đảng lãnh đạo thì cũng sẽ còn có những Nguyễn Thanh Long, những Trung Ngọc Anh khác trồi lên để mà thay thế, không khác được. Quý vị, và các bạn phải theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin. Vụ việt á quỷ biết hóa thành trẻ thơ. Quý vị các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de